thời kỳ hoàng kim của Hà Lan, kỷ nguyên vàng của vùng đất thấp. Mỗi quốc gia đều có kỷ nguyên vĩ đại của mình, chẳng hạn đế quốc La Mã có thời Thái Bình La Mã, một số quốc gia châu Âu có thời kỳ khai sáng. Một số nhà lãnh đạo ngày nay cũng khát khao làm cho đất nước của họ vĩ đại trở lại. Riêng đối với đất nước Hoa Tulip Hà Lan, thời hoàng kim của họ kéo dài trong suốt hơn 150 năm, từ năm 1600 tới năm 1750 bằng sự tiến bộ phi thường. Từ một vùng đất chịu sự cai trị của đế quốc Tây Ban Nha, Hà Lan trở thành một quốc gia phát triển bậc nhất thế giới mà lịch sử thường gọi với cái tên kỷ nguyên vàng của người Hà Lan. Bối cảnh lịch sử mở ra thời kỳ hoàng kim. Trong tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới, đất nước và dân tộc này thường được gọi với cái tên Hà Lan. Trong thư tịch cổ của nước ta gọi là Hòa Lan do phiên âm từ Holland. Nhưng thực tế, Hà Lan chỉ là một phần của quốc gia, nơi có những thành phố, cảng biển lớn nhất, tập trung sức mạnh kinh tế và quân sự. Người dân gọi đất nước của họ là Nederland, tức là vùng đất thấp. Do phần lớn diện tích lãnh thổ nằm thấp hơn mực nước biển, những người không sống ở các tỉnh thuộc vùng Hà Lan không muốn bị gọi là người Hà Lan. Ngày nay, trong quan hệ quốc tế, người ta thường dùng Netherlands trong tiếng Anh hoặc Pays-Bas trong tiếng Pháp. Chúng đều có nghĩa là vùng đất thấp. Năm 1579, chứng kiến một sự chia rẽ sâu sắc ở Hà Lan dưới sự cai trị của Tây Ban Nha. Ngày 6 tháng 1 năm 1579, các tỉnh miền Nam, tức nước Bỉ sau này, tuyên bố trung thành với triều đình và giáo hội công giáo Tây Ban Nha. Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 23 tháng 1 năm 1579, bảy tỉnh miền Bắc đã ký hiệp ước Utrecht để cùng bảo vệ nhau và chống lại sự cai trị của người Tây Ban Nha. Sự kiện này là kết quả của những mâu thuẫn và xung đột từ lâu. Chính quyền muốn áp đặt một tôn giáo duy nhất là công giáo, trong khi phần lớn dân chúng miền Bắc lại theo đạo Tin Lành vì sự phát triển mạnh mẽ của phong trào kháng cách nhằm tách khỏi giáo hội La Mã tham nhũng và bảo thủ. Đồng thời, siêu cao thuế nặng và sự bóp nghẹt kinh tế của nhà nước đã khiến dân chúng và tầng lớp thương nhân bất bình. Hai năm sau, năm 1581, các tỉnh Liên Hiệp miền Bắc tuyên bố độc lập và chính thức phủ nhận sự cai trị của vua Tây Ban Nha. Nước Cộng hòa Hà Lan, nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới ra đời. Nhưng nhà nước non trẻ còn phải chiến đấu trong gần 70 năm nữa, cho đến tận năm 1648 mới được triều đình Tây Ban Nha chính thức công nhận độc lập. Đồng thời, một loạt hòa ước được ký trong năm này đã thiết lập một trật tự chính trị mới ở châu Âu. Cũng chính từ thời điểm này, thời kỳ hoàng kim của Hà Lan được mở ra bằng việc phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế, xã hội. Công ty Đông Ấn Hà Lan, dấu ấn đặc biệt của người Hà Lan. Cộng hòa Hà Lan với những cảng biển lớn và tầng lớp tư sản giàu mạnh lại được hưởng nhiều quyền tự do mà một tôn giáo mới, một chế độ mới ưu việt hơn mang lại đã phát triển kinh tế nhanh chóng. Rất nhiều thợ thủ công lành nghề theo đạo Tin Lành đã rời khỏi miền Nam công giáo về định cư tại thương cảng Amsterdam. Cùng với đó, những trí thức, người giàu có và người Do Thái bị công giáo đàn áp ở khắp Trung và Nam Âu cũng đổ về miền Bắc Hà Lan. Với nguồn nhân lực chất lượng cao, chính phủ mới đã đưa ra chính sách kinh tế thông thoáng và cực kỳ tiến bộ, đó là tập trung vào thương mại, đặc biệt là ngoại thương. Do đó, công ty Đông Ấn Hà Lan được thành lập vào năm 1602. Đây được coi là công ty đa quốc gia đầu tiên trên thế giới và cũng là công ty đầu tiên trong lịch sử nhân loại phát hành cổ phiếu. Thị trường chứng khoán Amsterdam được hình thành và tổ chức của nó rất giống với những thị trường chứng khoán mà ta thấy ngày nay. Tiếp theo đó, năm 1609, Ngân hàng Amsterdam thành lập. Đây là ngân hàng trung ương đầu tiên trên thế giới, giúp chính phủ điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng hiệu quả. Các nhà buôn dễ dàng có tiền để đóng tàu và chiếm ưu thế gần như áp đảo trong việc vận chuyển thương mại ở châu Âu. Phương thức huy động vốn mới mẻ qua giao dịch chứng khoán rộng rãi và hệ thống tài chính công hợp lý đã giúp công ty Đông Ấn Hà Lan có dư giả tiềm lực để theo đuổi một mục tiêu lớn lao hơn nữa, độc quyền buôn bán với châu Á. Những quốc gia phong kiến ở Viễn Đông lúc này vẫn duy trì hệ tư tưởng nho giáo với trật tự xã hội, sĩ, nông, công, thương nên coi thường giá trị kinh tế của thương mại. Các triều đình phong kiến nắm vai trò độc quyền ngoại thương và bế quan tỏa cảng, không giao tiếp với bên ngoài, trong đó có triều đình đàng trong đàng ngoài. Nhưng người Hà Lan không dễ dàng bỏ cuộc. Họ vừa đánh, tức các chúa Nguyễn, vừa kiên trì thuyết phục chính quyền, tức các chúa Trịnh và thậm chí thỏa hiệp, đồng ý cống nạp cho các triều đình Đông Á để đổi lấy quyền buôn bán những sản vật mà châu Âu không hề có. Của một đồng công một nén, những thứ gia vị, tơ lụa và gốm sứ châu Á mang về châu Âu
trở thành những món hàng xa xỉ, lợi nhuận rất cao mà nhu cầu gần như vô hạn. Thành ngữ Hà Lan hiện đại có câu, đắt như hạt tiêu là vậy. Bất chấp đường xá xa xôi, núi sông hiểm trở, các tàu buôn Hà Lan vẫn lũ lượt tiến về châu Á. Họ đã thương lượng được với mạc phủ của Nhật để mở một cảng xuất nhập khẩu duy nhất trên một hòn đảo bé xíu tên là Dejima ở bờ biển Nagasaki, và họ là những người phương Tây duy nhất làm thương mại với người Nhật trong suốt hai thế kỷ. Mô hình chính phủ lưu động độc đáo. Trong 200 năm tồn tại của mình, công ty Đông Ấn Hà Lan đã chuyên chở giữa châu Á và châu Âu khoảng 2,5 triệu tấn hàng hóa bằng 4.785 con tàu cùng với 1 triệu người châu Âu. Công ty này đã vượt mặt tất cả các đối thủ cạnh tranh của nó, trong đó công ty Đông Ấn Anh tuy đứng thứ hai nhưng lượng hàng hóa chỉ bằng 1/5. Xét về mặt kinh tế, với lợi tức chia cho cổ đông là 18% mỗi năm trong 200 năm liên tục, thành công của công ty này là vô tiền khoáng hậu. Nhưng công ty đặc biệt này không chỉ dừng lại ở làm ăn kinh tế, ban lãnh đạo của nó đã nhanh chóng đề xuất ý tưởng chiếm đóng những vùng đất quan trọng trên hải trình từ châu Âu sang châu Á và thực dân hóa những vùng nguyên liệu ở Viễn Đông, nơi mà bộ máy chính quyền còn yếu. Đông Ấn Hà Lan dần hoạt động độc lập như một dạng chính phủ lưu động, có thể tuyên bố chiến tranh, bắt giữ tù binh, đàm phán hiệp ước, đúc tiền và thành lập thuộc địa. Một thuộc địa khổng lồ ở Đông Nam Á tên là Đông Ấn Hà Lan, chính là nước Indonesia sau này. Nhiều nhà hàng của người Indonesia ở nước ngoài vẫn còn đặt theo tên Batavia, tức là tên người Hà Lan đặt cho thủ phủ của thuộc địa, tiền thân của thành phố Jakarta ngày nay. Người Hà Lan đã có thuộc địa, thường là những vùng đất nhỏ quanh thương cảng ở khắp nơi trên thế giới, Nam Phi, Mũi Hảo Vọng, Sri Lanka, Đài Loan, Bắc, Trung, Nam Châu Mỹ. Những hành trình trên biển của người Hà Lan đã mang đến cho nhân loại những phát kiến địa lý quan trọng, trong đó việc tìm ra châu đại dương và lưu lại hai cái tên đến tận ngày nay, New Zealand. Zealand là một trong 7 tỉnh liên hiệp và hòn đảo lớn nhất, đồng thời là một bang của Australia, Tasmania, đặt theo tên nhà hàng hải Abel Tasman. Riêng với châu Mỹ và vùng biển Caribe, một công ty thứ hai được thành lập là công ty Tây Ấn Hà Lan, chuyên tập trung trồng mía dưới hình thức đồn điền để sản xuất đường. Lúc bấy giờ, người châu Âu mới bắt đầu biết dùng đường trong ăn uống nên nhu cầu tăng vọt. Khi nguồn nhân lực trồng mía ở châu Mỹ khan hiếm, công ty này kiêm luôn việc buôn bán nô lệ da đen từ bờ Tây châu Phi. Đường dần trở thành thứ hàng hóa giá trị nhất sau ngũ cốc trong thương mại châu Âu, đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Hà Lan. Phát triển toàn diện về mọi mặt. Người Hà Lan là những người đầu tiên làm ra hai loại kính để nhìn ở hai phạm vi đặc biệt, kính thiên văn và kính hiển vi. Anthony van Leeuwenhoek là người phát minh ra kính hiển vi và được coi như người đầu tiên nghiên cứu vi sinh học. Đó chỉ là một ví dụ tiêu biểu cho vô số những thành tựu khoa học mà người Hà Lan đạt được trong thế kỷ 17. Một châu Âu đang bùng nổ những phát kiến của một cuộc cách mạng khoa học lớn chưa từng có, với nhiều nghiên cứu bị giáo hội công giáo cấm đoán, khiến nhiều nhà trí thức kéo về Hà Lan, tập trung tại trường đại học đầu tiên ở Hà Lan là Đại học Leiden, thành lập năm 1575. Nơi đây lại có các điều kiện để áp dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất. Những đoàn tàu buôn và thuyền chiến hùng mạnh của Hà Lan có được là nhờ ngành công nghiệp đóng tàu phát triển. Người thợ Hà Lan đã phát minh ra lưỡi cưa đĩa tròn và lợi dụng sức gió để cưa những thân gỗ rất dài và nặng làm vỏ tàu. Những xưởng cưa được thành lập chỉ chuyên một nhiệm vụ là xẻ những khúc gỗ lớn. Việc định hướng và tìm đường chính xác trong ngành hàng hải cũng do kỹ thuật chế tác những thấu kính hiện đại làm ống nhòm và các nghiên cứu thiên văn học tiến bộ. Người Anh có câu, Chúa Trời tạo ra thế giới, còn người Hà Lan tạo ra nước Hà Lan. Thiên nhiên khắc nghiệt với lũ lụt, triều cường, gió to bão lớn và rất nhiều đất đai ngập nước mặn đã không làm nản chí người dân. Họ xây dựng những con đê chắn biển và sử dụng sức gió rất mạnh vùng duyên hải để bơm nước mặn ra ngoài. Hàng nghìn vùng đất có được do ngăn biển này được sử dụng để sản xuất những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Từ một nước đất chật người đông, họ trở thành nhà xuất khẩu nông nghiệp vào châu Âu và cả sang châu Á. Cho đến tận ngày nay, hình ảnh cô gái Hà Lan tay xách xô sữa bò vẫn luôn là một biểu tượng cho thành tựu này. Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm lương thực, bơ sữa, người Hà Lan đã biến hoa tươi, đặc biệt là hoa tulip, thành một ngành xuất khẩu giá trị nhờ việc nhân giống và làm hoa nở thành công trong điều kiện khí hậu châu Âu tại trường đại học Leiden. Cả châu Âu đã từng lên cơn sốt điên cuồng tìm mua loài hoa này. Không chỉ dừng lại ở khoa học tự nhiên,
khoa học xã hội cũng phát triển mạnh mẽ. Chính phủ không áp đặt kiểm duyệt nên ngành in ấn bùng nổ. Tất cả các nghiên cứu tôn giáo, triết học, văn học đều được xuất bản. Các tài liệu bị cấm ở khắp châu Âu được tuồn về Hà Lan để in rồi lại bí mật đem trở lại vào châu Âu. Với việc lãnh thổ của Hà Lan mở rộng khắp thế giới và xuất hiện xung đột với các đế chế khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, các học giả Hà Lan đã tiến hành những nghiên cứu đầu tiên về luật pháp quốc tế như điều ước song phương, luật hàng hải, luật thương mại, trong đó có những khái niệm đến tận ngày nay vẫn còn áp dụng như tự do hàng hải. Phép màu Hà Lan ươm phép màu Nhật Bản. Người Bồ Đào Nha đã đến Đông Á từ trước, nhưng chỉ khi người Hà Lan đến thì thế giới phương Đông mới thực sự được tiếp xúc với những thành quả của văn minh phương Tây. Thời bấy giờ, nước ta cũng đã có người đi du học tận Hà Lan vì sự hấp dẫn của khoa học kỹ thuật hiện đại. Các tướng quân của Mạc Phủ Nhật Bản cứng rắn duy trì việc đóng cửa đất nước, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự quyến rũ bởi những phát minh hữu dụng của người Hà Lan. Người Nhật dùng cụm từ Rangkako để chỉ việc học từ người Hà Lan và phương Tây nói chung. Trong 200 năm tiếp xúc với người Hà Lan qua một cái cầu nhỏ nối đảo Dejima và thành phố Nagasaki, người Nhật đã cập nhật được những phát kiến mới nhất ở châu Âu để hình thành một nền tảng lý thuyết về tư tưởng hiện đại, khoa học, bao gồm cả y học phương Tây và kỹ thuật cơ bản. Người Nhật tiếp thu văn minh phương Tây thông qua người Hà Lan, rồi sau đó là người Mỹ. Những dân tộc có quan điểm tiến bộ do không theo công giáo, do thế mà họ cũng có sự thông thoáng trong tư duy khi tiến hành cải cách. Vì vậy, sau khi người Mỹ dùng quân sự buộc Nhật Bản phải mở cửa năm 1854 và Mạc Phủ sụp đổ năm 1868, nước Nhật nhanh chóng vươn lên và trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Những món quà từ châu Á. Chiều ngược lại, những chuyến đi của người Hà Lan cũng mang về châu Âu rất nhiều kiến thức về một châu Á huyền bí. Nhà bác học người Anh Isaac Newton, trong tác phẩm khoa học kinh điển Các Nguyên lý Principia Mathematica năm 1687, khi giải thích hiện tượng thủy triều, có nhắc đến địa danh cảng Basham thuộc vương quốc Tuniki, Tonkin đằng ngoài, nơi mà thủy triều đặc biệt lên xuống chỉ một lần trong ngày. Nhiều giống cây mới, hoa quả và những thực phẩm mới đã làm thay đổi cả lối sống của người châu Âu như trà và cà phê. Một số ít người Hà Lan đã bắt đầu sưu tập những tranh khắc gỗ rẻ tiền ukiyo-e của Nhật mà sau này ảnh hưởng sâu rộng đến những họa sĩ châu Âu vì tính độc đáo so với các nền văn hóa châu Á khác của chúng. Những mẫu họa tiết và cách ăn mặc phương Đông đã ảnh hưởng lên nhiều công trình kiến trúc và tác phẩm nghệ thuật phương Tây. Hà Lan trở thành một đất nước thịnh vượng và theo quy luật phú quý sinh lễ nghĩa, nền hội họa của họ lúc bấy giờ đã đánh dấu một mốc son trong lịch sử nghệ thuật của nhân loại. Vào tham quan các bảo tàng mỹ thuật lớn trên thế giới, nhất là ở phương Tây, ta sẽ luôn tìm thấy một khu vực trưng bày tranh riêng biệt dành cho hội họa Hà Lan thế kỷ 17, không chỉ vì chất lượng của các tác phẩm thời kỳ này mà còn vì số lượng đồ sộ được sản xuất ra bởi các họa sĩ vùng đất thấp đương thời. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!